26 tháng 7 năm 2020, được sự chấp thuận của thầy cô trưởng môn và ban tổ chức Thiền đường Trung ương, Thiền đường Phong Châu tiến hành khai thảng khóa học Vi Diệu Pháp Hành Thiền cấp 3 khóa 2 tại Thiền đường, địa chỉ lô BT0207 và 0208, khu đô thị ven sông Tắc, thôn Thị Tú, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, với sự giảng dạy của cô giảng huấn Nguyễn Thị Nhài và thầy giảng huấn Nguyễn Văn Khôi. Tôi xin tuyên bố lớp học chính thức bắt đầu, chúc lớp học thành công tốt đẹp. Tôi xin trân trọng kính mời cô giảng huấn Nguyễn Thị Nhài lên đứng lớp. Kính mời cô. Tình người vào quên lá, lành thay
Pháp Tổ đã ra đời, luân xa khai mở tâm từ nở hoa. Đa Si Ra Na Ra Đa, Ngài đã đến cứu độ trần gian mê. Thiên đường mở rộng bốn phương, giúp con tìm đường nẻo về chân tâm. Từ bi bài học vỡ lòng, thiền môn tạo cánh đưa con về nguồn. Trong tâm ngự trị trái tim hồng, hào quang ngũ sắc có cầu vồng. Danh xưng kiến tạo lòng nhiệt nguyện, vươn xa cái thiện trí tuệ thông. Vươn tay vô nắng có thêm loài, chân tâm tinh khiết tựa sẽ không. Nhắm mắt mở tâm tâm chân lý, vững lòng bên trí kỳ chân. Vững lòng bên trí kỳ chân. Xin cầu thần lực độ trì của sư tổ,
dâng hương chúng con cầu xin bao nhiêu duyên nghiệp thiện lành, tâm quyết bảo tồn pháp hồ, dâng hương chúng con dâng lên bằng cả cuộc đời còn lại, dâng hoa chúng con dâng lên, dâng hoa chúng con dâng lên, dâng hoa chúng con dâng lên, dâng lên. Và tôi mong rằng các tân môn sinh của cấp 3 Vi Diệu Pháp Bành Thiền sẽ tu hành theo pháp tổ và xứng đáng là con của tổ, học trò của thầy cô và là đồng môn của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Xin mời đại diện một cô sinh của lớp học lên phát biểu cảm tưởng. Cách đây 10 tháng thì lớp chúng tôi là những môn sinh cấp 1-2 có 76 người. Và chúng tôi cũng vui, cũng cảm thấy tự hào là bởi vì trong thời gian vừa qua chúng tôi đã cố gắng, nỗ lực để cùng là thiền đường, tức là xây dựng cái thiền đường bên ngoài và cái xây dựng cái thiền đường trong tâm, cùng là học tập, cùng là thiền định và cùng là tu thân và tu tâm, để rồi chúng tôi lại bước tiếp trong những bước thang đầu tiên theo con đường của tổ phục sự sự nghiệp các thế giới đã đọc. Một lần nữa xin tri ân thầy cô và xin cảm ơn là vợ chồng chủ nhiệm cũng như là tất cả ban tổ chức là tổ chức là hôm nay, và chúng tôi cũng sẽ 19 anh em chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình. Xin hết. Tổ chức lớp học đã tận tình giúp đỡ
anh chị em môn sinh từ cấp 3 đến cấp 3 trong khóa học này. Một điều mà tôi muốn nói với tất cả các anh chị môn sinh cấp 3 thì vừa qua các anh chị đã được cô giảng huấn giảng dạy. Các anh chị thì mong rằng những lời giảng dạy này ban tổ chức cũng như tới ban điều hành trường đường thì cũng mong rằng các anh chị ghi nhớ những lời thầy cô giảng dạy vừa qua để chúng ta hành pháp trong thời gian sắp tới. Cái điều mong muốn nhất là các quý vị luôn luôn phấn đấu hơn nữa, vì bây giờ là cái bước đầu của tất cả học sinh cấp 3 là cái ngưỡng để chúng ta phấn đấu đi lên và lựa chọn cái con đường của mình. Thì từ cái môn sinh cấp 3 này thì tất cả các môn sinh mà chúng tôi lựa chọn học ngày hôm nay thì ở lĩnh vực cấp 3 các anh chị đã làm việc rất tốt, thì mong rằng tất cả chúng ta phát huy nhiều hơn nữa để xứng đáng là học trò của thầy cô và con của tổ. Thì một lần nữa tôi xin kính chúc thầy cô giảng huấn luôn luôn thật nhiều sức khỏe và tin tâm trên con đường hành pháp của mình, giúp tất cả tương lai, những môn sinh tương lai được thầy cô giảng dạy trên toàn đất nước Việt Nam, có điều kiện thầy cô có thể đi nước ngoài để giảng dạy, thì mong chúc sức khỏe và lời tri ân ân cần nhất của môn sinh trường đường Phục Châu đến với thầy cô. Và xin cảm ơn tất cả các anh chị trong ban tổ chức cũng như là trong ban của lớp đã nỗ lực hết mình để giúp cho lớp học thành công tốt đẹp. Chúc tất cả môn sinh, tân môn sinh cấp 3, các anh chị luôn luôn tinh tấn trên con đường tu học của mình và luôn luôn phát huy tốt những gì thầy cô đã giảng dạy. Và tôi cũng có một điều là mong các anh chị thường xuyên quay về thiền đường thời gian sắp tới để chúng ta hành pháp cho nó tốt. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2020. Lớp học cấp 3 Vi Diệu Pháp Hành Thiền tại thiền đường Phong Châu đã thành công tốt đẹp. Tôi xin thay mặt cho ban tổ chức xin gửi lời tri ân đến thầy cô giảng huấn đã tận tâm giảng dạy. Các anh chị lãnh đạo và tất cả quý đồng môn đã chung tay hỗ trợ lớp học. Xin cảm ơn tất cả quý đồng môn lớp học cấp 3 Vi Diệu Pháp Hành Thiền đã cho chúng tôi có cơ sở, có cơ hội phục vụ và giúp đỡ quý vị trong khóa học này. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi xin trân trọng tuyên bố kết thúc lớp học Vi Diệu Pháp Hành Thiền cấp 3 tại đây. Xin kính chúc tất cả quý vị sức khỏe, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường học, trên con đường tu học của mình. Xin cảm ơn. Sắp son tròn đời con.
bao đời bao kiếp.